Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, miền Bắc đang trong thời kỳ cuối đông mưa ẩm ướt. Ngày hôm nay, mưa tiếp tục giảm đi. Những cơn mưa không kéo dài mà chỉ tới khoảng gần trưa thì trời sẽ trở nên tạnh ráo hơn. Tuy nhiên thì tình trạng nồm ẩm vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Trong điều kiện này thì các dịch bệnh sẽ được cơ hội để phát sinh. Chúng ta cần hết sức lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi và trẻ nhỏ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía đông trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng 21 đến 23 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc, đặc biệt là tại khu vực Lai Châu và Điện Biên thì do chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng nên ban ngày trời có nắng nhiều và oi nóng, nhiệt độ tăng cao lên mức 29 cho đến 31 độ. Còn đối với khu vực miền Trung, thời tiết tại các tỉnh khu vực Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Hà Tĩnh thì ít có sự khác biệt so với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tại đây trời cũng nhiều mây và độ ẩm không khí cao vào đêm và sáng, đồng thời thì sương mù xuất hiện khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Nhiệt độ đang có xu hướng tăng dần, trời chỉ rét nhẹ vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày ấm áp với nhiệt độ mức là trên 23 độ. Các tỉnh thành còn lại, từ Quảng Bình cho đến khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ, trời hầu như không mưa, ban ngày có nắng sớm và kéo dài. Riêng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì tình trạng thiếu nước khô hạn tiếp tục diễn ra và nguy cơ cháy rừng vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, trong sáng nay thì tình trạng mưa nhỏ và sương mù ở khu vực thủ đô Hà Nội vẫn còn lặp lại, tuy nhiên với mức độ giảm đi rõ rệt. Mặc dù vậy thì hai ngày vừa qua, giờ cao điểm đi lại ở các tuyến đường trên địa bàn Hà Nội luôn gặp phải ùn tắc, đặc biệt là khoảng từ 7 giờ 30 phút sáng cho tới 8 giờ 30 phút sáng. Để đề phòng ách tắc lại xảy ra trong điều kiện thời tiết sương mù và đường trơn, quý vị và các bạn nên có sự chuẩn bị trước, nếu có thể sắp xếp đi làm sớm hơn 15 phút so với thường lệ. Ngày hôm nay thì vào khoảng ngoài 11 giờ, trời sẽ dứt mưa, chuyển nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày hôm nay dao động từ 19 cho đến 23 độ. Tuy nhiên thì độ ẩm không khí trung bình ở ngày vẫn còn cao, dao động trong khoảng 80 cho đến 93%. Trong ngày hôm nay, tin đáng mừng cũng đến với người dân thành phố Cảng Hải Phòng. Thời tiết đã có dấu hiệu giảm mưa. Mưa phùn và cũng giảm hơn về mật độ, sương mù thì xảy ra vào đêm và sáng sớm. Trong ngày hôm nay trời nhiều mây, sương mù nhẹ cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian trước 8 giờ sáng. Sau đó, thời tiết sẽ chuyển biến tốt dần và trưa chiều nay sẽ có khả năng hứng nắng nhẹ. Mặc dù mưa giảm hơn nhưng mà độ ẩm tại đây vẫn còn cao ở mức là 85% lên đến 95% nên tình trạng ẩm ướt vẫn còn duy trì. Theo dự báo khoảng từ ngày 27-28 trở đi thì độ ẩm mới giảm thêm và tình trạng ẩm ướt sẽ được cải thiện phần nào. Bà con lưu ý cất trữ bảo quản đồ khô và nếu cần thì phải dùng thiết bị máy móc để hong sấy, tránh ẩm mốc. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại Hải Phòng sẽ duy trì từ 17 cho đến 21 độ. Và đến thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cảm nhận một kiểu thời tiết hoàn toàn khác biệt so với các tỉnh thành phía Bắc. Tại đây thì tiết trời khô ráo, gió biển thổi nhẹ với độ ẩm vừa phải và nhiệt độ tại đây duy trì ở mức rất mát mẻ, dễ chịu, chỉ trong khoảng là 21 đến 26 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh cũng như là du lịch khám phá cảnh đẹp của thành phố hay đến với bán đảo Sơn Trà, ngắm nhìn phong cảnh Tư Đeo Hải Vân và đến thắng cảnh Ngũ Hành Sơn chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 7 km. Còn thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là những vùng nằm giáp danh Campuchia trong ngày hôm nay lại tiếp tục khô nóng, không mưa. Có thể nói hôm nay là ngày mở đầu cho những ngày tăng nhiệt sắp tới. Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 34-35 độ, đồng thời độ ẩm ban trưa tại đây giảm xuống mức là dưới 50%. Thời tiết ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân khi làm các công việc ngoài trời, đặc biệt là các công trình giao thông xây dựng cầu đường và nhà cao tầng. Thưa quý vị nên lưu ý, dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, uống nước hoa quả, bồi bổ sức khỏe, không nên lao động quá nặng nhọc dưới trời nắng lâu. Về đêm thì nhiệt độ thành phố sẽ hạ xuống mức là 23 cho đến 24 độ. Xuống tới thành phố Cần Thơ, thưa quý vị, tại khu vực này thì thời tiết khô nóng khó chịu trong ngày hôm nay vẫn có biểu hiện gay gắt hơn so với vài ngày trước đó. Trời quang mây từ sáng sớm, ngày nắng kéo dài liên tục từ 6 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Nhiệt độ tại đây tăng ở mức từ 22 độ vào lúc 7 giờ sáng lên đến 32 độ vào lúc 1 giờ chiều. Thời tiết khô nóng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn bệnh phát sinh. Vì vậy, các cơ sở y tế cần có những chuẩn bị đề phòng số lượng bệnh nhân có biểu hiện gia tăng trong vài ngày tới. Theo nhận định thì trong những ngày tới, thời tiết khô nóng sẽ duy trì trên địa bàn thành phố và toàn bộ vùng miền Tây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.